Kiến thức quan trọng về World Cup mà fan phong trào cần phải hiểu. World Cup mỗi 4 năm tổ chức một lần. Nếu như đội bóng của bạn bị loại, tuyệt đối đừng nên nói với bạn bè rằng năm sau làm lại, nếu không bạn sẽ bị bạn bè cười nhạo cho đến tận mùa World Cup tiếp theo. Mặc dù người Nhật Bản đã từng dùng quốc ca Brazil để tiếp đón CR7, nhưng CR7 và Ronaldo, Ronaldinho lại không hề có chút quan hệ huyết thống nào. CR7 hoàn toàn sinh ra và lớn lên tại Bồ Đào Nha. Ronaldo và Ronaldinho cũng sẽ không thể xuất tại World Cup nữa, bởi vì bọn họ sớm đã treo giải nghệ. Trong World Cup không hề có các đội bóng như là Barca, Real Madrid hay Bayern, đó đều là tên của các câu lạc bộ. World Cup là trận đấu giữa các quốc gia, tên của các đội bóng chỉ phép được dùng tên đại diện của quốc gia đó, ví dụ như là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Pháp. Mặc dù thời gian thi đấu chính thức của mỗi trận đấu là 90 phút, nhưng không phải chỉ trong 90 phút là có thể kết thúc trận đấu, bởi vì vẫn còn thời gian bù giờ thêm cả thời gian nghỉ giữa các hiệp. World Cup không phải là tên của chiếc cúp mà là tên của giải đấu, cho nên chiếc cúp trao cho đội vô địch không gọi là World Cup mà gọi là hơ khiêu lịch. Trước kia do sự chênh lệch múi giờ, chúng ta chỉ có thể xem World Cup vào nửa đêm, nhưng lần này địa điểm tổ chức World Cup là ở châu Á, cho nên nhiều khi chúng ta có thể xem bóng đá vào lúc 7 giờ tối. Đối với những người ở độ tuổi trung niên mà nói, đây chính là một điều hạnh phúc. Tải ứng dụng bóng đá TM để cập nhật nhanh nhất thông tin bóng đá và giao lưu cùng các tín đồ đam mê bóng đá nhé.